Thua nữa rồi. Cái điện thoại cái quần hoàng người ta. Đúng là càng cũ càng lắc. Bấm không kịp. Ta bấm đỏ đi ra xanh. Chọn ngay con gà đỏ. Bấm sao qua gà xanh thua không biết. Nóng thì tối ngày gặp cái gì nữa không. Bởi nhà nghèo ghi xác không mua được cái điện thoại xịn cho mình xài. Mình chơi gì tay chân gì mà nói. Ê à, em chào chào. Mới nghe nè. Đi đâu ạ? Rồi vậy. Lát ông kiếm cho tôi trái dừa. Tôi có thịt. Vì sao không ạ? Ông đi kiếm đi mua đi kêu tôi. Sớm giờ tôi lu bu. Tôi bận tôi chăm nhỏ nè. Lát chở nó xuống mẹ chứ. Trái dừa đúng không? Ừ. Để hồi đi kiếm cho. Ở nhà ăn ở không kêu kiếm cho trái dừa cũng cầm dạng. Tính ra ông bảo ông thương mình chạy. Mới có báo xíu quậy xíu đập nhà đập cửa xíu. Cái nói giờ không cho tôi mấy trăm triệu tôi mua miếng đất. Tôi đập bánh nhà luôn. Cái cho thằng chạy công nhận mình thương mình thì cho mấy trăm triệu cái mua miếng đất. Trồng dừa, trồng đu đủ này kia rồi. Sau này mình có tiền mình cũng nuôi ông bả với ai. Nó mình quậy đúng chứ mình quậy sai đâu. Ủa thằng đó làm gì vô giường mình làm gì vậy? Làm gì lén lúc. Nghĩ sao? Mua mẹ đi bắt mình đi kiếm. Chủ vườn ơi cho xin trái dừa. Cái có sinh là được rồi. Dừa khô này nè, kho thịt là đúng bài luôn. Quay, mày con cái nhà ai mà vô đây mang chậm dừa đây mày? Ai, ai? Mày con cái nhà ai mà vô đây mang chậm dừa? Hồi sớm em có sinh rồi. Mày sinh ai? Tao là chủ ở đây nè, mày sinh ai? Hả, mày sinh ai? Mày xin ai? Hồi sớm là lúc mà em thấy trái dừa ở đây nè là em đứng em xin là chủ vườn ơi cho em xin trái dừa. Em có xin rồi thì anh hỏi trái dừa đi. Ai mày giỡn mặt với tao hả? Dạ không. Cái trái dừa của tao lấy rồi nó nằm trên cây nè. Dạ không. Cái trái dừa hồi nãy nó rụng như vậy nè rồi em mới lụm. Đúng rồi, nó rụng. Nó rụng rồi em mới lụm á. Mày con nít nôi mà mày. Dạ không, nó lụm thì nó rụng em lụm thiệt chứ em không có bẻ. Với lại dừa khô phải anh ơi. Dừa khô nó rụng đó. Cũng đúng á. Nãy nằm trên cây vậy hả? Nó rụng. Cái này nằm đây nè, nằm bên cái lá nè. Cái nó rụng xuống vậy nè. Đó. Rồi cái em mới lại em lụm cái em mới đẩy lên lại á. Rồi em thấy nó đẩy nó cũng rụng xuống vậy. Cho nên em mới lụm em đem về luôn. Cũng đúng ha. Anh coi anh xin nè. Trên cây mà rụng xuống thì lụm có gì đâu sai. Thì đó, anh con suy nghĩ kỹ ra đi. Cái này là em lụm cho em không ăn trộm ăn cắp gì hết trơn á. Em về á. Đúng. Nó còn nít nổi đâu biết. Nó dốc lá. Thôi kệ đi.